Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm, đó là một bức hoành phi. Bức hoành phi này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào với cái thông số kích thước đó là 1m97, chiều rộng 55. Toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 3 phân liền tấm. Và bức hoành phi này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Chiến, anh ở Quảng Ninh. Anh đã đặt hàng chúng tôi để cúng tiến. Và nếu nói về cái đồ thờ cúng tâm linh, chúng tôi phải giao đúng hẹn, đúng ngày. Và hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip chi tiết một lượt, tỉ mỉ từ các cái góc cạnh nhỏ nhất, gửi tới gia đình anh Chiến cũng như là tới tất cả quý khách hàng đang xem các cái video về đồ thờ cúng của chúng tôi. Bức hoành phi này có chạm 7 chữ, đó là Nguyệt tộc đại tôn chi đệ tam. Và khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân. Phía dưới chúng tôi chạm nghê chầu vào giữa cái bông hoa sen. Bên trên thì chúng tôi chạm đó là rồng chầu mặt nguyệt. Bức hoành phi này có rất nhiều điểm khác biệt so với bức hoành phi bình thường. Kích thước là 1m97 x 55. Và các cái mẫu mã khuôn tranh chúng tôi đã cải biên, đó là chạm phượng hoàng ở hai bên, rồng chầu mặt nguyệt phía trên và kỳ lân chầu phía dưới. Đồ gỗ Hiền Lành nhận đặt hàng online cũng như là đặt hàng offline. Chúng tôi nhận đặt hàng online 24/24. Quý khách chỉ cần liên hệ qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cơ sở xong mộc bộ sản phẩm, cơ sở sẽ quay lại từ A tới Z cho quý vị xem. Quý khách trên toàn quốc bớt chút thời gian để xem các video clip của chúng tôi. Nhiều quý khách hàng đang thắc mắc là không biết đặt hàng online hay đặt hàng offline. Thì chúng tôi có hai phương pháp, đó là một là quý khách đặt online, quý khách không cần về, sẽ tiết kiệm được các cái chi phí như thời gian cũng như là các cái số tiền để chúng ta bỏ một quãng thời gian rất dài để đi về. Quý khách ở gần thì quý khách sẽ đặt hàng offline, tức là đến trực tiếp tại cơ sở để xem hàng. Sau khi xong bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ quay lại rất là chi tiết để cho tất cả quý khách hàng xem. Và chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Tôi xin nhắc lại, kích thước của bức hoành phi này là dài 1m97, rộng 55 và được chạm 7 chữ thư pháp, đó là Nguyệt tộc đại tôn chi đệ tam. Chúng tôi làm theo các cái chữ thư pháp mà quý khách đã gửi về Zalo cho chúng tôi qua số hotline 0986 883349. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng để cho quý khách trên toàn quốc được yên tâm. Chúng tôi làm về các cái đồ thờ cúng tâm linh, nó ảnh hưởng rất lớn tới toàn cầu cũng như là ảnh hưởng tới những người làm thợ chúng tôi. Làm phải có tâm. Chúng tôi luôn làm đẹp tới quý khách hàng. Chúng tôi đáp ứng cho các cái khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn để cho quý khách đặt hàng online được yên tâm. Thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp về qua cái số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm cho quý khách được tiện theo dõi nhất. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem các video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.